Hôm nay mình sẽ không đi cướp bóc, mình sẽ làm việc lương thiện mọi người. Hôm nay mình sẽ làm thanh niên nhặt rác bạn. Tương lai là mình có thể là đi nhặt rác đó bạn. Ok các bạn, mình cần một chiếc xe nhặt rác bạn ơi. Ui, ui, có thấy xe đâu không? Không phải chiếc xe đâu ba, chiếc mình nghèo hơn. Ôi, anh em mình giờ thất nghiệp rồi bạn ơi. Ê, đây nè bạn, đây. Lần đầu đi nhặt rác của chúng ta, ít gì à, chưa bạn, mình phải khởi động máy nữa mình chạy được bạn. Đó, khởi động máy coi. Ok, đi, yep. Ok, giờ mình sẽ đi nhặt rác đâu nha. Mình không biết nhìn nhặt rác đâu bạn ơi. Chắc trong thành phố, thị trấn gì đó. Rồi, anh kia nó cũng chạy bộ các bạn. Mấy này vô là không có xe đâu bạn. Chạy thấy mẹ luôn. Giống mình mới vô mình đâu có xe đâu, chạy thấy không mà luôn. Đây, quẹo lên đường này. Cậu là mong là cho nó có rác vậy để mình chơi nữa các bạn. Chứ không là không có gì cho bạn xem nữa, mất công lắm. Nhà hàng đâu? Cần rác không nhà hàng? Éo rồi bạn. Các bạn ơi, mình cũng đã có cái chỗ để mình đi, mình làm nhiệm vụ nhặt rác của mình rồi. Ê, không, đúng là là gì gọi là gì nhỉ? Gọi là gian hả? Đi đúng xa luôn bạn. Gọi là vậy. Mấy trong thành phố này đúng quậy luôn. Đó, cứ đụng cái nổ đùng nữa. Không biết trung tâm thành phố nó đâu đây nè bạn. Đấy, thằng này đồng lắm. Tung chết mẹ mày. Ôi trời. Phải. Đây nè, đúng đây, đúng đây, đúng đông nè bạn đó. Những thanh niên nhà giàu không hả bạn? Ôi. Má băng đảng hộp hồi tụ nữa bạn. Rồi, vô mình ké xíu bạn, ké xíu đi. Trời. Đây là cảnh sát nè bạn. Ôi. Tao đang làm nhiệm vụ nha, không chơi chó nha. Đây đúng đông luôn, đây kiểu trung tâm thành phố luôn. Gì má? Má muốn làm nhiệm vụ không? Thôi, tao làm nhiệm vụ đây, bye bye. Còn ngon ba. Cho ké cái được không? Trời má, đam mê bao nhiêu lâu rồi giờ nhìn thấy cũng ghiền phết. Mà không mua được, ít có tiền, có đúng 100 đồng thôi. Đúng là buồn thật sự nha. Chúng mày đi tới ăn đồ ăn hả? Rồi cũng có mấy thanh niên, pizza nè các bạn. Mình cái này mình có thể làm pizza gì đó mình cũng. Đây, mình sẽ xuống. Không giờ thì mình đi nhặt rác thôi bạn. Đấy. Trời ơi. Trời ơi, cả mịt rác rồi các bạn. Chụp lên xe. Đây đúng không? Má mày quất lâu vậy luôn hả trời. Ok. Con ở nó. Nó vứt lâu và đờ mờ nó và nó cũng sẽ đi xa đúng một cái thôi bạn, đúng một bịch thôi là bạn có thể kiếm được tiền rồi đó. Rồi sau khi mình đi về ở kia giờ kiểu như cái điểm này là điểm tụ tập ăn chơi nó nha bạn. Trước cái bệnh viện luôn, cứ hàng nào ra đi vòng vòng vòng, có vài cái show kho nữa bạn. Cái chuyện làm xe không biết nữa. Hay là bạn, ít đủ sánh, đụng cái té liền luôn. Cái GTA Roleplay này thì không có éo có việc. Vô lý. Đây mình cướp xe nhưng mà xe nó bị gì mấy nó không nổ bạn. Đi nó sẽ bị văng ra đó bạn, xanh á. Xanh rau muống. Ơi cho em mượn chiếc xe được không anh ơi? Cho em mượn chiếc xe đem đi làm việc anh ơi. Anh ơi. Dạ, sao lùi lại á? Ủa gì vậy? Chảy máu nữa rồi bạn. Rồi nó còn tung cái nữa trời. Cây thế nha. Đây nè bạn, cái chiếc này vô được luôn nè. Rồi không được. Mấy chiếc của mấy thằng giàu, nhà giàu không hả bạn ơi? Mình héo vô được. Ok bạn, mình đã có, mình sẽ gọi xe cứu thương tới bạn, không biết ai gọi. Nhưng mình chờ nó. Mình đứng trước bệnh viện chẳng lẽ không có người trời. Mình đang nằm một đống trên giường nữa các bạn. Ok. Đây, thằng này nè. Cứu đây nè. Cái gì vậy? Ở đây mà. Đây là Jason thằng này. Thanh niên tới cứu má tung hết luôn bạn. Ok không? Nè tao đây nè. Rescue. Ok, lên. Rồi nó chở mình lên xe luôn rồi bạn ơi. Rồi giờ đâu? Ôi vậy chả khác gì là tao hospital. Tao không có bảo hiểm, tao không có tiền luôn á. Thôi ra bạn ơi. Một đám tụ tập thanh niên. Ê có gì chơi không? Hello. Hello.
Mình sẽ kêu là I need a ride vậy. Có ai tốt bụng để cho mình đi không vậy? Đi tới chỉ điểm làm việc các bạn. Side check. Check code. Hình như trong thẻ tài khoản mình có một vài thứ các bạn ơi. Tao chơi free ride ấy. Ấy, đừng anh trai, đồ mà cho em đi với. Trời ơi, anh trai anh giành xe mình rồi bạn. Ăn cướp. Khi bạn quá nhạt không có gì làm. Nói chung là hôm nay mình sẽ review bạn. Không là gì làm, mình sẽ review. Cái khu này là cái khu kiểu như thương mại luôn bạn ơi. Cũng đây là một trong những khu sầm uất trong GTA Roleplay. Ấy. Ấy. Có sao không? Trời má tung sập sàn luôn, vãi cứ. Thằng này được không nhỉ? Đéo được vậy. Ấy. Tụi mẹ mấy. Đứng lên. Đúng rồi, nó quay lại tung mình mày. Bố láo chạy bố láo thiệt bạn ơi. Ấy nữa, đồ té nữa. Làm việc ở đây được không nha. Đây là khu thương mại luôn bạn, có tùm lum thứ, súng ống, tập gym tập tạ. San gym. Mình sẽ bị com rồi. Ê, đập thằng này cướp xe được không nha. Ôi giời. Trời ơi, vehicle VIP đéo lên được. Cái thế. Đây có một vài cái job để mà có thể làm nha các bạn. Gì đây? Gì vậy? Nhìn tao hai anh em giống nhau các bạn. Đánh lộn không? Ôi, em giỡn. Em yêu giỡn anh đâu. HTM. Mình có 330 377 đô bạn. HTM 355 350 thôi. Ok các bạn. Yes, mình sẽ có 350 rồi các bạn. Và mình chỉ còn có 6 đô trong tài khoản hiện tại. Khốn nạn. Ê, mình cướp được chiếc xe các bạn. Hít con. Đừng để cho nó nổ máy nha bạn. Nổ máy chạy kéo được đâu bạn. Mày xạo. Ok. Rồi. Không biết mình sẽ lưu giữ chiếc xe này. Ấy. Để mình móc qua ra sao. Rồi móc qua. Móc được không? Móc. Không, hồi nãy mấy anh kia tung, giờ mình tung mấy anh đó bạn. Kéo cái gì chơi. Cái gì vậy? Gì vậy? Trời. Thằng đi này. Trời. Trời ơi, trời nó tung. Trời. Đu nhau à. Ấy. Hư xe các bạn, hư xe các bạn, động cơ sắp hư rồi. Má cái thằng này. Cái run dealer cho bạn coi ra sao nha các bạn. Đây mình sẽ qua đây thử coi. Nè, đây là nhà của sầm uất trong phiên bản kia rồi bạn. Mình để ở đâu nha. Ấy, cái mày với tao. Pizza time kìa bạn. Đi được. Đậu xe bên đây bạn. Đừng ai lấy xe của tao nha. Đừng bully, tao chỉ có một chiếc xe thôi đó. Đâu, đây bạn. Đây là run house. John. Ok các bạn, mình sẽ vô cái căn nhà này các bạn ơi. Đây, mình sẽ vô căn nhà này. Và mình sẽ làm một nhặt một vài thứ bạn. Gì vậy? Ôi, mình không kiếm đủ tiền bạn ơi. Cần 1.000 đô cơ. Sao đây ta? Phải kiếm tiền cơ. Mình không có gì hết để mình không có thể bán được bạn ơi. Khá là khó cho mình luôn. Đâu, ATM. Trời ơi, còn cái 6 đô thôi. Mình đi mua áo đi bạn. Mình sẽ đi mua áo. Đi vô thôi, mất trăm mấy bạn ơi. 150 lần á bạn. Mua áo chỗ nào đây? Tao cần mua áo bay ơi. Áo đâu? Nhận ra là éo đủ tiền. Mẹ. Vãi vô cái này hả? Mình nghèo với cứt luôn bạn. Ok. Đến đây tập này đến đây thôi nha bạn. Thật sự là mình vô mình review thôi bạn ơi. Cây cu vậy. Mẹ gặp thanh niên đồng đội mình nữa nè bạn. Đâu đây? Pick up track hả?
đánh nhau không? Ôi rồi nổ nổ gì thôi, bye bye bạn.